chị nhớ ạ. Em nghĩ là những cái kiến thức mà chị chia sẻ ngày hôm nay không chỉ hữu ích đối với những cái bạn mà học ngành kế toán hay là công nghệ thông tin, mà hữu ích đối với tất cả các bạn trẻ mà có mong muốn khát khao được thành công trong công việc trong tương lai. Và hiện nay thì em biết là có một hiện trạng khá là đáng buồn, đó là tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp khá là cao. Và đối với những ai không biết thì họ nói là tại sao tỷ lệ thất nghiệp cao đến như vậy, có phải là do sinh viên trình độ càng ngày càng thấp hay không? Thì em nghĩ là điều đó là hơi oan cho bọn em một chút, không phải là trình độ của bọn em ngày càng thấp mà là cái kỹ năng bọn em không có, và kỹ năng đó chính là kỹ năng mà gặp gỡ cái nhà tuyển dụng và kỹ năng phỏng vấn. Bọn em không biết là phải tiền gì vào một kinh nghiệm hay là phải nói gì, phải tác phong như thế nào, và em rất là mong là chị có thể chia sẻ một chút về những bí quyết để chinh phục nhà tuyển dụng để các bạn ở đây có thể có một cái bài học tốt hơn mai sau để có thể thực hiện hết cái khả năng của mình. Ok, chị cảm ơn em. Câu hỏi rất hay đúng không ạ? Trong số các em đây là sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4, đâu đó có rất là sinh viên năm 2 đúng không ạ? Nếu như bạn nào học nhanh thì có thể là 3 năm, 2 kỳ hoặc là 1 kỳ nghiệp đã ra trường rồi. Tại vì như tại thời điểm chị là sinh viên thì có 1, 2 bạn xuất sắc ở tại khoa chị là 3 năm, 1 kỳ các bạn ra trường rồi, học rất siêu luôn. Chị cũng chia sẻ với các em, chị cũng là 4 năm chị mới ra trường. 4 năm chị đúng khóa học luôn, người ta chị có đâu có học nhanh bằng các trường khác đâu, chị có 4 năm chị ra trường. Nhưng mà tại sao mà chị vẫn có thể đạt được những cái mục tiêu tốt? Ngày trước khi mà hồi còn là ở sinh viên ấy thì cũng là bản thân mình có một cái rất là tệ hại, là suốt ngày mình coi là bản thân mình không giỏi bằng những người khác. Đó là cái suy nghĩ kìm về bản thân mình. Chị nghĩ cái điều đấy các em cần phải bỏ qua. Thực ra thì chính bản thân chị có thể minh chứng cho rằng là không phải là bây giờ sinh viên không giỏi bằng ngày trước. Không phải là tỷ lệ thất nghiệp bây giờ ngày càng cao do chất lượng sinh viên kém, điều đấy là không phải. Tại vì chị có thể khẳng định rằng môi trường Thăng Long là một trong những cái môi trường mà rất nhiều các công ty mơ ước để có được nó. Có được các bạn. Chị hay từng nói với các bạn, bây giờ có chị Hà ở đây, chị Bình ở đây, chị bảo là các chị xúc tiến thật nhanh đi về trường Thăng Long để mà lấy sinh viên cho em đi. Tại vì em rất mong muốn là có thể về đây để có thể tuyển dụng. Vì các bạn ấy chính là những người mà các bạn ấy có những cái khả năng làm việc độc lập rất tốt. Tại sao không ạ? Chúng ta phải tự tin đúng không ạ? Và như chị có chia sẻ là khi mà chị tuyển dụng ấy, chị không bao giờ chị nhìn bảng điểm. Chắc chắn các em, trừ khi trong trường hợp có điều gì đó đang tăng, chị đâu nhìn bảng điểm. Cái việc chị nhìn đầu tiên đó là cái tác phong của bạn ấy. Bạn ấy ăn nói có trơn tru không? Có sự lôi cuốn không? Đúng không ạ? Và cách trả lời có logic không? Cái gì quan trọng là khả năng cái sự tiếp thu và giải quyết vấn đề của bạn ấy như thế nào. Chứ không phải là mình phải có một cái bằng thứ tốt để mình ra trường để kiếm được công việc tốt. Cái đấy nó chỉ là một phần nào đó thôi. Nó làm tăng cái CV của bọn em đẹp lên thôi. Nhưng hãy nhớ là nếu như các em tích lũy bằng tất cả kiến thức là sau một cái khóa học như thế này các em học được cái gì? Và các em trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng như thế nào? Khi đi CV mình không cần họ có những bạn nhé. Tại sao chẳng có kinh nghiệm gì chỉ vẫn tuyển dụng? Tại vì chị nhìn thấy bạn ấy ăn nói, khả năng ăn nói của bạn ấy rất tốt, tư duy giải quyết vấn đề rất tốt là chị tuyển. Các bạn ấy có những bạn nếu mà trong trường mà đã từng đi làm ở đâu đó thì chị sẽ nhìn xem các em làm ở đâu và chị sẽ hỏi là các em rút ra được những bài học gì và những cái kinh nghiệm gì sau những cái đợt em đi làm như thế, hoặc công việc gần đây là nhất ở đây đã mang lại được điều gì cho em. Các em hãy nhớ rằng đừng bao giờ chê ở nơi đó, là nơi đó chán lắm, chả giúp được gì cho em cả. Đừng bao giờ như vậy, ít nhiều bất cứ một cái công việc nào nó đều mang lại cho em, đều dành cho các em những cái bài học rất lớn, được chưa? Nếu như bạn nào mà có cái, nếu mà có đủ thời gian thì tốt nhất là nên đi làm và hãy chọn cho mình những cái nơi nào mà có thể phục vụ cho mình được những cái kỹ năng gì mà các em nên chọn cái nơi đó. Ví dụ các em có thể bảo đi gia sư hay là em làm ở trung tâm tiếng Anh, đúng không ạ? Hay là những bạn nào mà mong muốn có thể trở thành kinh doanh thì có thể tham gia một cái khóa sale của một công ty nào đó, mình đi làm. Mình hoàn toàn có khả năng như thế. Rồi là những bạn nào không có kinh nghiệm, không đi làm thì như thế nào? Thì chị nghĩ rằng đầu tiên các em phải có một cái tấm lòng tốt. Chắc, đúng không ạ? Không có thứ gì để chị soi, chắc chắn chị phải soi lại bản điểm chứ. Đúng không? Nếu như không đi làm thêm đâu thì có tấm lòng rất tốt. Cái thứ hai là cách ăn nói của em như thế nào? Trong trường các em có tham gia các chương trình hoạt động đoàn hội đồng không? Các em có hay thuyết trình không? Chị sẽ hỏi đấy. Trong trường thì khi mà
tham gia các môn học thì bọn em có thường xuyên phải thuyết trình không? Bạn ấy sẽ trả lời có, thì chị bảo là thông thường em sẽ được giao những cái vị trí gì ở trong nhóm. Chị sẽ hỏi đấy, có những bạn nào em được giao là nhóm trưởng, ăn điểm rồi, đúng không? Chắc chắn luôn, tại vì chứng tỏ là các bạn có uy tín thì các bạn mới được giao là nhóm trưởng, đúng không ạ? Và cái thứ hai, nhóm trưởng có nhiều trọng trách không ạ? Rất nhiều, đúng không? Thế nếu như bạn nào không phải nhóm trưởng, thế thì khi mà được giao trong nhóm như thế thì em có thường xuyên đứng lên thuyết trình không? Bạn sẽ trả lời rằng là bọn em có phân công công việc gì ạ? Ví dụ như là các bạn là nhóm trưởng thì sẽ phụ trách nội dung hoặc là điều hành, còn em thì hay đứng lên thuyết trình. Thế là cũng sẽ là ăn điểm. Và cái quan trọng, chị nhìn tác phẩm của bạn ấy mới là điều quan trọng. Đi tuyển dụng là phải phong thái hết sức tự tin, nhìn thẳng vào người đối diện. Chị cũng chia sẻ với các em, nói chung là khi làm cái nghề nhân sự đi tuyển dụng ấy rất là hay. Mình để ý rất nhiều thứ, mình còn nhìn thấy cả mình ở trong gương tận mắt bạn ấy cơ. Ví dụ có những bạn cứ nhìn lên trần nhà như này, xong lại quay ra như này, xong lại cúi xuống như này này, và mình thì nhìn rất lâu bạn ấy, bạn ấy không hề nhìn vào mình, cái đấy cũng là mất điểm rồi, đúng không ạ? Chứng tỏ bạn không tự tin. Hãy tự tin, không phải là mình nhìn chằm chằm vào như này, mà mình hãy nhìn vào một cái mắt rất là hài hòa, thân thiết. Đó, em rất là tự tin, em nhìn thẳng vào chị để em trả lời các câu hỏi của chị. Như thế các em sẽ được ghi điểm trong nhà tuyển dụng rất nhiều. Và anh nghĩ đừng bao giờ vội vàng quá. Khi một số những nhà tuyển dụng người ta sẽ hỏi, đâu đó sẽ có một số các câu hỏi để thử xem các em như thế nào. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng nhà tuyển dụng người ta hỏi thật. Mình phải hết sức kiên định với mục tiêu của mình. Ví dụ chị hay hỏi các bạn như này, bây giờ với chị thì hay tuyển, chị là phòng sale mà, chị là phó giám đốc kinh doanh, nên là chị chủ yếu tuyển sale thôi. Thì bên chị toàn là chuyển kinh doanh, thì các bạn toàn là hồ sơ vào là kinh doanh. Thế xong rồi chị bảo là chị nhìn bạn đấy thì hỏi thì bạn ấy hay cứ nên chị nghĩ thử cái. Bây giờ bên chị đang có hai vị trí tuyển dụng, một là vị trí kinh doanh, hai là vị trí kế toán. Thì không biết là em có cái sự lựa chọn, em có mong muốn tuyển sang vị trí kế toán không? Thế bạn ấy bảo là vâng, em thấy rằng là em vào công ty mình vị trí nào cũng được chị ạ. Nếu mà bên mình mà có vị trí đấy thì em cũng mong muốn được tuyển. Bây giờ thì cái này nó sẽ đi ngược với cái gì? Có kiên định không ạ? Mục tiêu không kiên định, đúng không? Và để tránh những cái việc như thế thì việc đầu tiên các em cần phải biết vị trí mình ứng tuyển mình có mong muốn điều đó hay không. Thì tự các em sẽ biết, tại vì có những bạn ấy rất kiên quyết luôn. Ví dụ đợt vừa rồi chị đang tuyển nhân viên tư vấn triển khai là chuyên đi đào tạo. Chị cũng có hỏi của bạn luôn, bởi vì chị thấy chị sợ con gái, chị rất sợ bạn ấy không biết có khả năng công tác không. Thì mặc dù là bằng của bạn ấy rất tốt, bạn ấy tốt nghiệp thủ khoa học viện chính sách, thế là sau chị cũng lăn tăn lắm. Chị bảo bây giờ bên chị đã có hai vị trí như thế thì em xem cân nhắc như thế nào. Xong về sau thì bảo vâng, xong sau chị nhờ bạn nhân sự với chị gọi điện mời bạn ấy sang kinh doanh, nhưng bạn ấy không sang. Và lúc đó không sang, bạn ấy bảo không, em chỉ thích cái vị trí em đang tuyển thôi. Và cuối cùng chị lại cho lại thêm một cuộc. Chị rất lăn tăn tại vì thành tích của bạn ấy rất tốt, với lại bạn ấy nói chuyện với chị khiến chị rất là thu hút. Cuối cùng chị lại gọi lại. Sau 2 ngày sau khi mà chị đã cho bạn ấy trượt rồi, chị lại lăn tăn thế nào, chị lại bảo thôi em bảo bạn ấy đến đi. Và bây giờ bạn đang học việc. Đấy, các em hãy nhớ, hãy kiên định với cái mục tiêu của mình. Việc đầu tiên tránh những cái việc mà như thế ấy, thì việc đầu tiên mình nghĩ rằng các em hãy hết sức trân trọng những cái đợt tuyển dụng nào mà các em muốn vào. Ví dụ, chị chia sẻ luôn nhé, khi mà các em ra trường, các em hãy chọn những cái công ty nào mà có cái môi trường rất tốt để giúp cho bọn em có khả năng phát triển. Đơn giản, giúp công ty Visa. Visa hiện nay đang có được 1.500 cán bộ nhân viên. Mục tiêu trong năm 2018 sẽ lên tới khoảng gần 2.000. Đợt tuyển dụng của Visa rất lớn, rất đông. Đó là lý do vì sao hôm nay có rất nhiều anh chị đến đây ngồi để có được chia sẻ và làm quen với các em. Thì các em hãy chọn nơi nào mà có thể là giúp cho những người vừa mới ra trường như mình có cái môi trường để mà mình có sự thăng tiến, đúng không? Và khi tìm hiểu, khi mà đi chinh phục một tuyển dụng, hãy tìm hiểu thật kỹ về công ty đó, đúng không? Tại vì mình phải tôn trọng chính mình, đúng không? Mình phải coi rằng cái quyết định của mình nó là cái sự chính xác, thì mình phải tìm hiểu cái môi trường mà mình vào nó có đáng tin cậy hay không, nó như thế nào, thì các em phải tìm hiểu thật kỹ về công ty đấy. Cái thứ hai, các em phải tìm hiểu vị trí của các em đang tuyển dụng. Chưa được bao giờ nghe thua, em thấy công ty này hay, cái lộ có cái được thì mình trả lời thế thôi. Không phải vậy, hãy nghiêm túc. Cách đây 8 năm, chị khi chị đổ vào visa, chị cực kỳ nghiêm túc với cái hồ sơ của chị.
thế. Như thế nào ạ? Bây giờ ngày xưa nó không có cái kiểu CV như các em bây giờ đâu. Đơn xin việc của chị, chị viết bằng tay, bằng bút mực. Chị đã phải đầu tư một cái bút mực để chị đi viết đơn xin việc bằng tay. Tại vì đơn giản, đợt đấy thì nhà mình cũng có mạng. Ngày xưa cũng có nhiều mạng đâu, các bạn là phải ngồi chung với nhau, toàn ra mặt nét thôi. Nhưng mà được cái bố mẹ cô đầu tư là cho sắm cho mình cái máy tính. Chị lên mạng rất nhiều, chị đọc rất nhiều, chị thấy rằng là hãy chinh phục nhà tuyển dụng bằng cái đơn xin việc của mình bằng viết tay. Bắt đầu chị còn đầu tư vào bút mực nữa, tại vì chữ của chị tương đối đẹp. Này, chữ viết bút mực này càng đẹp nữa, tại bạn chị hay khen là chị hay viết vào những cái tờ giấy A4 ấy, nó giống như là giấy in ấy. Thế là chị lại càng tự tin vào bản thân mình hơn. Chị đã viết đơn xin việc bằng bút mực. Và sau đó cái CV, hồ sơ của chị viết cực kỳ đầy đủ thông tin. Chị photo công chứng rất đầy đủ, riêng hồ sơ của chị không cần có khái niệm. Chị đi giải hồ sơ. Chị nộp công ty nào và chị tin rằng chị sẽ được công ty đấy. Ok, đúng chị nữa thật. Và từ lúc bắt đầu ra trường giờ chị được làm với visa mà chị không làm công ty nào khác. Đúng không ạ? Đấy là một số cách chia sẻ cho các em như thế. Một là các em hãy tôn trọng quyết định của mình. Dạ. Hãy chọn cho mình một công ty mà mình muốn làm. Và mình dồn hết sức tâm sức để mình chọn vào công ty đó và nhất quyết phải có năng lực. Và hãy nói ra cho hội đồng tuyển dụng biết em mong muốn được trở thành nhân viên tại công ty đó như thế nào. Được chưa? Em rất mong muốn, rất thích thao để trở thành một nhân viên của công ty để có thể góp phần phát triển cho sự công ty. Và chính bằng việc đó thì các em phải tìm hiểu cái vị trí cái công ty đấy là như thế nào. Rồi tiếp theo nữa, từ các câu hỏi như thế của nhà tuyển dụng, các em phải chậm lại cho chị. Được chưa? Xem nhà tuyển dụng đang hỏi mình điều gì và mình trả lời hết sức thông minh và logic. Để có được điều đấy, hãy lên mạng tra cứu một số các câu hỏi chinh phục nhà tuyển dụng, một số các câu trả lời để chinh phục nhà tuyển dụng cho chị nhé. Được chưa? Hãy hiểu được và trả lời rất rõ ràng. Và quan trọng, có phải có một cái hồ sơ đẹp. Hồ sơ đẹp ở đây không chỉ riêng bảng điểm. Hồ sơ đẹp ở đây đó chính là cái kỹ năng mà các em có. Các em làm được gì, tích lũy được gì. Đó là sự trải nghiệm. Ok. Các bạn nào còn câu hỏi với chị không?